trong khi Ukraine nói rằng đà tiến công của Nga đang chậm lại đáng kể, Moscow tiếp tục thông báo phá hủy hàng loạt mục tiêu quân sự ở nước này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy tổng cộng 2.581 mục tiêu quân sự kể từ đầu chiến dịch, trong đó có 123 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk-M1 và OSA. Ngoài ra, theo ông Konashenkov, lực lượng Nga cũng phá hủy 897 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, 95 hệ thống tên lửa đa phóng cùng nhiều khí tài khác của Ukraine. Nga cũng tuyên bố đã phá hủy hầu hết phi đội máy bay chiến đấu của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine cho biết quân đội của nước này đã gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng của Nga sau hơn 12 ngày xung đột. Thông báo của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi tổng cộng 52 máy bay quân sự và 69 trực thăng của Nga kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự hôm 24 tháng 2. Kiev cũng cho biết, mặc dù Nga tiếp tục tấn công vào các mục tiêu khác nhau trên lãnh thổ Ukraine, nhưng đà tiến công của Nga đã giảm đáng kể. Trong một bài viết đăng tải trên Facebook sáng ngày 8 tháng 3, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội nước này tiếp tục đáp trả các đợt tấn công của Nga trên khắp đất nước. Nga hiện chưa bình luận về những thông tin này, mặc dù trước đó, giới tình báo phương Tây cho rằng, trong khi đà tiến công của Nga ở miền nam Ukraine có bước tiến đáng kể, thì có dấu hiệu chững lại ở phía Bắc do vấp phải những thách thức về hậu cần cũng như sự kháng cự của quân đội Ukraine. Các nguồn tin này đánh giá, Nga có thể chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn hơn sau một thời gian bị chững lại và các vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine đến nay chưa đạt được tiến triển đáng kể.